5 điều kiện cấp giấy phép lao động đối với người nước ngoài bao gồm: có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật, có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc, là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật, không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài, được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài. Thời hạn của giấy phép lao động được cấp là không quá 2 năm và theo thời hạn của một trong các trường hợp sau: thời hạn của hợp đồng lao động dự kiến sẽ ký kết, thời hạn của phía nước ngoài cử người lao động nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam, thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác Việt Nam và phía nước ngoài.